Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì chúng mày thì hiện đang có một bộ máy Tato 503 anh em. Con máy này thì hiện tại bên Thiện bán rất là nhiều nè. Và hôm nay thì sẵn tiện Thiện có chốt một bộ cân nha, bộ cân thôi anh em cho anh kẹp rẹp ở dưới Linh Lâm Đồng. Thì sẵn tiện đây Thiện đang dư vài bộ cân nữa đó, Thiện giới thiệu cho anh em luôn để anh em mình tham khảo ha. Thì về con máy Tato trước đi. Về con máy Tato này thì anh em biết là nó là bộ máy nòng 41 ly và hiện tại có thể nói là top 1 trong phân khúc luôn em. Chất lượng linh kiện cực kỳ tốt nha. À, từ piston, nòng, tay dên, cốt máy, rồi chế qua pro, mâm điện, IBU, rồi côn KSK. Tất cả bác đạn trên máy luôn nha anh em, có nghĩa là hai cái bác đạn trên lóc máy, một bác đạn bắp chuối và bốn cái bác đạn như là bò. Tổng cộng là có 7 cái bác đạn trên máy đều là bác đạn của NSK hết ha, NSK chính hãng hết nha anh em. Buri NK BBMR7A ha. Và trong video hôm nay thì tạm thời gác cái máy Tato này qua một bên đi anh em. Cái máy này thì mới đi cắt cỏ thử này, nên nó hơi dính cỏ này, cái máy này máy trưng bày đó. Còn thì thời gian vừa qua thì anh em có nhiều anh em mua mua Tato này lên cân mềm nè, hoặc là mua đầu máy không thì sẽ dư ra những bộ cân như thế này. Đây, một bộ cân của nó thì nó sẽ có những món như sau anh em. Đầu tiên là cái ống cân bắp chuối đầu bò ha, tất nhiên rồi. Rồi máng trắng cỏ nè, túi đồ nghề nè, dây đeo là khuôn Huvana luôn nha anh em. Đây, dây đeo là khuôn Huvana luôn. Dây đeo này thì đang bán lẻ một bộ như thế này là 280.000 nè. Đó, trong bộ nó thì nó sẽ có dây đeo như thế này, tay ga mỏi dài chất lượng cao nha. Khung tay ga này thì một cặp này là 300.000 rồi nha anh em. Trong máy sẽ có một cái túi cái này thì đại khái cũng không cần thiết lắm ha. Một con dao dao Tato dài 3,5 tấc, dày 2 ly, cũng là dao tốt, và tay mít nước gai đó. Thì một bộ như này bên Thiện đang bán thanh lý cho anh em nha, cái này bán giá rẻ cho anh em luôn á, là 1.350.000 đồng. Đảm bảo em luôn, trong tầm tiền này anh em không thể nào kiếm được một bộ cần mà chất lượng được như vậy luôn anh em ha. Chẳng qua là Thiện đang dư và bộ cần thì Thiện bán rẻ cho anh em thôi, chứ còn cái này mà nếu bán đúng giá thì nó tầm khoảng 1,5 triệu đến 1,7 triệu á. Bởi vì anh em biết là cặp tay ga này chúng ta mua lẻ là 300.000 nè, cái dây đeo này 280 nè ha, dao cước, rồi chưa kể đến chất lượng của cái ống cần, cái tổng thể cần nữa anh em. Bắp chuối nè, chén tốt nè ha, cùm tốt nè, ống cần dài 2,5 ly, rồi bọc da cũng là bọc da tốt, đầu bò cái bò tốt. Và đặc biệt là trên cái ống cần, trên bộ cần này nó được trang bị 5 cái bác đạn NSK anh em. Bác đạn NSK thì nên đi mua lẻ một cái nó cũng 7-80 nghìn một cái á, 5 cái thì nên loanh quanh năm khoảng 4,350 đến 400 nghìn riêng cái bác đạn thôi nha anh em, chưa tính tiền linh kiện nha. Nên đảm bảo em luôn, 1.350.000 đồng thì anh em không thể kiếm được một bộ cần hãng nào mà tốt được như Tato ở thì hiện tại ha. Đó, thì sẽ miễn phí vận chuyển cho anh em luôn nhé, 1.350.000 đồng thì sẽ miễn phí vận chuyển cho anh em luôn, và anh em sẽ được tất cả những thứ gì ở trên đây cũng cao thôi nha. Còn máy là không có nha anh em. Còn anh em muốn mua máy thì 3,9 triệu nha, miễn phí vận chuyển. Anh em được tặng thêm một chai nhớt Echo, một ổ cứ cải tiến, một cái nón bảo hiểm và một bộ lọc gió nữa ha. Rồi bây giờ thì anh em nào quan tâm về bộ cần Tato 503 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình Thiện, hoặc để lại số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về bộ này để anh em có thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn thông báo để mỗi lần mà Thiện có ra video mới á, anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, kèm anh em vào video tiếp theo nha.